Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi Chuyện Trong Ngày của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thiếu bãi đỗ xe, câu chuyện không hề mới ở các đô thị lớn. Nhiều năm qua, chính quyền các đô thị này đã thực hiện rất bài bản các quy trình từ quy hoạch, bố trí vốn đến kêu gọi đầu tư để xây dựng các bãi đỗ xe. Tuy nhiên, không phải cứ bài bản là sẽ đưa lại hiệu quả, sẽ có thêm nhiều bãi đỗ xe để đáp ứng nhu cầu của người dân. Tại Hà Nội, dù rất cố gắng, thế nhưng đến nay bãi đỗ xe mới chỉ đáp ứng được khoảng 10% tổng nhu cầu. Điều này cũng đồng nghĩa với việc đẩy cái khó lên vai của người dân, bắt buộc họ phải loay hoay để tìm chỗ đỗ, thậm chí là phải mất thêm cả tiền để có thể đỗ xe ở những bãi giữ xe tự phát, bãi xe lại không đúng quy định. Anh ơi, có chỗ để xe không? Khác rồi á? Gần 20 phút trôi qua, nhưng chị Linh vẫn chưa thể tìm được chỗ gửi xe ô tô. Không có điểm trông giữ xe gần nhà, nên ngày nào chị cũng gặp phải tình cảnh này. Giờ tìm chỗ xe rất là cực. Hôm nào hên thì tìm được chỗ, nhưng mà hôm nào xui thì không có được chỗ và rất là muộn đến giờ giấc sinh hoạt của tôi. Hiện tại thì cái chỗ tôi đang sống chỉ có đúng một bãi đỗ xe thôi. Hiện tại thì bãi đó đã chật hết chỗ rồi. Còn đối với những người lái xe taxi thì việc tìm điểm dừng đỗ cũng không hề dễ dàng khi địa điểm và thời gian dừng đỗ xe không cố định. Phải đi loanh quanh kiếm được chỗ. Chỗ nào thoáng thì đứng một tí thôi, lại phải đi, không có chỗ đứng. Người ta không cho đỗ thì mình lại đi. Thì thôi chứ khó chịu, nhà họ đây họ không cho đỗ thôi, thì mình ngõ nào nó rộng rộng thì mình đỗ một tí, không thì mình lại chạy. Thì thôi họ đuổi thì mình lại đi, biết làm nào. Trên đường phố Hà Nội không khó để bắt gặp những tấm biển cảnh báo, khu vực cơ quan cấm đỗ xe. Hay thậm chí cả biển yêu cầu không dừng đỗ xe như thế này. Chắc chắn cả chủ phương tiện lẫn người đặt những biển cảnh báo này ai cũng bức xúc. Khi mà mình đi làm về nhà thì là mình rất là bức xúc, là khi có cái xe mình họ để trước cửa nhà mình, không có biển, không có số điện thoại ở trên xe, mình không thể nào mình gọi được. Có những lúc họ để 1-2 tiếng thì mình có thể chăm trước, nhưng mà họ để có lúc nửa ngày, có khi cả ngày, có khi còn qua đêm mà mình không thể ra vào được nhà. Thế nên mình phải để một cái biển cấm đỗ xe trước cửa nhà. Bức xúc là điều không tránh khỏi, và cả những tranh chấp liên tục giữa những chủ ô tô và chủ nhà về việc đỗ xe trước cửa nhà. Đường thì bé, nó khách người ta không vào được. Thế nên là nếu mà người ta thấy mình mở cửa mà mình ngồi đây rồi thì người ta sẽ không đỗ. Thế nếu mà mình mà không mở thì sáng này ra thì sẽ có bất kể một cái xe nào người ta sẽ đỗ trước cửa luôn. Thế nên là lúc lại phải đi tìm người ta. Có hôm người ta đỗ từ sáng đến tận đầu giờ chiều luôn, không tìm thấy chủ, không có số điện thoại, chẳng làm nào được. Hay cả con đường chỉ đủ rộng cho hai chiếc xe ô tô đi qua, nhưng nhiều chủ xe vẫn hiên ngang đỗ tại đây, ngay cả khi có biển báo cấm. Thế cái đỗ xe là do ý thức của người thôi, nên cái những cái chủ nhà mà bị chắn tức là thì họ rất bức xúc, nhưng họ không có quyền làm gì cái xe đó, cái đấy là do việc của cơ quan chức năng. Nói đúng là thì thành phố phải nghiên cứu những cái dạng đó, ví dụ không là bãi ngầm thì cũng phải bãi trên cao đấy. Chứ còn bên mình mà hiện nay là cái đó hơi ít. Bức xúc vì giao thông tĩnh, vì câu chuyện đỗ xe kéo dài nhiều năm qua, và người ta cũng đã quen với những bức xúc này. Thậm chí nhiều người cho rằng xe đỗ tràn lan vỉa hè, lòng đường là đặc sản của thủ đô. Điều lạ lùng là những bất cập này không được giải quyết mà ngày càng gia tăng, trở thành một áp lực bức bối trong sinh hoạt hàng ngày của người dân thủ đô. 20 năm trước, thành phố Hà Nội đã phê duyệt quy hoạch mạng lưới các điểm đỗ xe và bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn đến năm 2020, với kỳ vọng là sẽ đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu đỗ xe của người dân. Thế nhưng cho đến nay, bản quy hoạch này vẫn gần như phá sản khi người dân vẫn chật vật để tìm nơi đỗ xe. Có một nghịch lý là thiếu bãi đỗ xe theo quy hoạch nhưng lại tràn lan bãi đỗ xe tự phát không chính thức. Điều này không chỉ làm mất trật tự đô thị mà còn làm nảy sinh nhiều tiêu cực khác. Phố Phan Đình Phùng trên địa bàn quận Ba Đình, con đường ngập tràn sắc hoa và cũng ngập tràn bãi gửi xe tự phát. Trạm gửi xe đạp công cộng này lại thành bãi gửi xe chung của các loại phương tiện như thế này. Và ngay cả khi muốn gửi xe đạp công cộng thì cũng khó mà tìm được một chỗ trống. Và cũng nằm trên con phố này, ngay cạnh trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng cũng xuất hiện nhiều bãi trông giữ xe vô cùng bận rộn, và 10.000 đồng là mức giá chung cho ai muốn gửi xe. Khi cả nhà trường và bãi gửi xe đều quá tải, thì đây
là sự lựa chọn khác của nhiều học sinh. Còn đây là Bệnh viện Việt Đức, một bệnh viện lớn nằm trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Việc tìm nơi gửi xe cũng là một thách thức. Để xe máy ở chỗ nào? Ở ngoài. Phải để xe ở ngoài ạ? Đúng rồi. Trong bệnh viện không có. Không có. Và lựa chọn cuối cùng là đây. 2/3 diện tích vỉa hè quanh bệnh viện được sử dụng cho việc trông giữ xe. Một ngày thì nó thường lưu động tầm 300-400. Lắm lúc thì kiểu lượng xe vào nó nhiều thì bọn em lâu lúc hay bị quá tải đi. Tại vì bệnh nhân đến thăm khám rất là đông thì nhiều lúc là quá tải là chuyện bình thường. Nhiều khi ở đây quá tải thì khách đến gửi xe thì không có chỗ. Thì em cũng hướng dẫn khách sang chỗ xa hơn để gửi xe. Bệnh nhân ấy, mình người nhà bệnh nhân rất là đông. Nên nếu mà lại vào trong đấy được thì cô nghĩ là không thể được ấy. Bởi vì vậy, người nhà bệnh nhân đã là quá tải rồi và lại còn xe vào đấy nữa thì cũng khó. Mà đúng như vậy, đất trong bộ đô này nó rất là chật chội mà kiếm được cái bãi đỗ xe thì cũng khó lắm. Dù nhiều điểm trông giữ xe ngoài cổng bệnh viện này đã được cấp phép và lực lượng chức năng thường xuyên đi kiểm tra, nhưng giá gửi xe thì rất khó kiểm soát. Cơ sở vật chất hạ tầng của địa bàn Hoàn Kiếm thì đường thì phố thì nhỏ hẹp, vỉa hè thì cũng nhỏ hẹp, nên là việc lưu lượng phương tiện đi thì cũng sẽ gặp khó khăn. Từ đầu năm 2023 đến nay thì công an phường đã xử lý 44 trường hợp trông giữ phương tiện sai phép, xử phạt 2.500.000 đồng một trường hợp. Tôi nhắc một số xe máy đang đỗ cổng bệnh viện Việt Đức. Đuổi thì chạy, cấm thì dừng vài hôm, và rồi đâu lại vào đấy. Bãi đỗ xe tự phát lại hoạt động. Lạ hơn, nhiều địa bàn chính quyền cấp phép cho doanh nghiệp lấy lòng đường, vỉa hè, thậm chí cả bãi đất trống nào đó để làm bãi giữ xe nửa tự phát, nửa cấp phép. Còn giá vé gửi xe, tiền thu được từ các bãi xe này được bao nhiêu, đóng thuế nhà nước như thế nào vẫn là điều bỏ ngỏ. Lẽ ra khi mà nhu cầu của người dân về chỗ đỗ xe tăng lên thì việc xây dựng các bãi đỗ xe sẽ đủ sức hấp dẫn các nhà đầu tư tham gia. Tuy nhiên, nhiều năm qua có nhiều doanh nghiệp dù đã được phân các ô đất quy hoạch nhưng rồi lại bỏ không hoặc là trả lại cho thành phố bởi việc đầu tư bãi đỗ xe không mang lại hiệu quả kinh tế. Ô đất này được quy hoạch với chức năng là bãi đỗ xe tĩnh trên địa bàn phường Gia Thụy, quận Long Biên, và sau 12 năm được giao cho chủ đầu tư thì mới đây chủ đầu tư của dự án này đã xin dừng triển khai và Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã có văn bản để thu hồi dự án. Dự án bãi đỗ xe này có diện tích hơn 11.000 m², tổng mức đầu tư là hơn 28 tỷ đồng và có kế hoạch hoàn thành năm 2016. Thế nhưng, kể từ khi dự án được Ủy ban Nhân dân thành phố cấp giấy chứng nhận đầu tư đến nay, dự án này vẫn nằm trên giấy. Hiện tại, ô đất vẫn chưa được giải phóng mặt bằng, gây mất mỹ quan đô thị và chậm thu ngân sách nhà nước. Việc không thực hiện dự án trong thời gian dài gây bức xúc trong nhân dân. Người dân thì cực kỳ mong muốn có những cái bãi đỗ xe, trên thực tế là không có. Bắt buộc phải để xe dưới lòng đường, chứ còn không có chỗ nào để cả. Theo quy hoạch, trên địa bàn quận Long Biên có tới 96 bãi đỗ xe, trong đó có 5 bãi đã đầu tư hạ tầng, 23 bãi đỗ xe trong khu đô thị do chủ đầu tư thực hiện. Hiện quận vẫn còn 23 bãi chưa được đầu tư, trong đó có tới 10 bãi không khả thi. Quận Long Biên hiện đang rà soát để có phương án đầu tư hoặc kêu gọi đầu tư. Các bãi đỗ xe đấy cần phải được điều chỉnh. Điều chỉnh thứ nhất là nâng tầng cao để nâng công suất. Thứ hai là bổ sung các tiện ích. Và có lẽ vấn đề lớn nhất đó là cái cơ chế về giá để làm sao các nhà đầu tư quản lý khai thác có hiệu quả. Thì lúc đó các bãi đỗ xe đó thì người ta mới có bỏ vốn ra đầu tư để thành các cái bãi đỗ xe mà có cái phát huy được hiệu quả và đáp ứng được cái nhu cầu tăng lên của các phương tiện giao thông. Còn đây là một trong 9 ô đất được quy hoạch làm bãi đỗ xe trên địa bàn quận Hoàng Mai, được Tổng Công ty và Phát triển Nhà Hút bàn giao lại cho Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai cách đây vài tháng. Là quận có số lượng dân cư đông nhất của thành phố, người dân mong mỏi có nơi đỗ xe, nhưng chủ đầu tư lại không thể thực hiện dù đã được cấp đất. Bởi tính toán cho thấy tỷ suất đầu tư lớn, nhưng việc thu hồi vốn sẽ rất khó khăn, kéo dài. Để triển khai được theo cái mong muốn là bãi đỗ xe ngầm hoặc bãi đỗ xe nổi thì cần phải điều chỉnh quy hoạch. Các cái thủ tục nó rất là dài, thời gian nó dài.
Và nếu như mà đầu tư triển khai khai thác theo cái hướng là bãi đỗ xe tĩnh mặt đất như bây giờ thì nó có những cái vướng mắc, một phần là khống chế bởi cái mức thu theo quyết định của thành phố. Chỉ tính riêng phường Hoàng Liệt và Định Công, số lượng xe ô tô của cả cư dân và khách vãng lai khoảng gần 4.000 chiếc. Tuy nhiên, số lượng hầm trông giữ tại các chung cư hoặc các bãi được cấp phép chỉ đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu đỗ xe. Số lượng xe tăng nhanh nhưng bãi đỗ xe vẫn tiếp tục thiếu, đang khiến nhiều nơi, lòng đường, vỉa hè phải trở thành bãi đỗ xe và bức bối về giao thông tĩnh ngày càng lớn. Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, trên địa bàn thành phố có 57 trong số 1.620 bãi đỗ xe theo quy hoạch đang khai thác sử dụng. Nếu tính cả 66 bãi đang triển khai thì cũng mới chỉ chiếm được khoảng 7,6%. Với tốc độ tăng trưởng của phương tiện giao thông như hiện tại, tình trạng thiếu bãi đỗ xe sẽ ngày càng trầm trọng. Để đáp ứng nhu cầu của người dân cũng như là tiền trông giữ phương tiện không chảy vào túi tư nhân thì cần phải kịp thời có những giải pháp căn cơ. Với mỗi một lốt xe như thế này, khách hàng phải trả 2,5 triệu một tháng tại bãi đỗ xe cao tầng Trần Nhật Duật. Và với quy mô được duyệt là gần 100 xe, như vậy thì công ty khai thác điểm đỗ đang tính ra với số tiền đầu tư là 30 tỷ đồng, thì trong 20 năm họ cũng khó có thể thu hồi được vốn. Là đơn vị quản lý và vận hành, công ty khai thác điểm đỗ Hà Nội cho biết đơn giá trông giữ xe được thành phố phê duyệt cho bãi đỗ này là từ 2,5 triệu đến 3,5 triệu đồng một tháng, nhưng thực tế thì không thể thu được mức giá này. Nhiều cái xe thì nó chỉ là 200-300 triệu, người ta không chấp nhận cái bài toán mà người ta gửi mấy triệu một tháng. Họ gửi ở những cái bãi xe xung quanh khu vực này có thể hơn triệu, dưới 2 triệu họ gửi. Thì đấy nó cũng là một cái sự cạnh tranh rất bất hợp lý đối với doanh nghiệp. Đấy, nó khó khăn về cái công tác thu hồi vốn đối với doanh nghiệp. Bãi đỗ xe cao tầng Trần Nhật Duật là điểm đỗ duy nhất trong 15 bãi đỗ xe được quy hoạch trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, gồm 5 bãi ngầm, 2 bãi cao tầng và 8 bãi đỗ xe trên mặt bằng, khu vực ngoài đê sông Hồng. Để đáp ứng nhu cầu tất yếu của người dân, Ủy ban Nhân dân quận đã cấp phép 176 điểm trông giữ phương tiện ở những vỉa hè đủ điều kiện. Trước mắt, quận đang đề xuất với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương nghiên cứu thực hiện 4 dự án bãi đỗ xe gồm 3 vị trí ngầm và 1 nổi, trong đó sẽ đầu tư các bãi này bằng nguồn ngân sách. Đối với các cái điểm mà theo quy hoạch được duyệt thì quận Hoàn Kiếm đang nghiên cứu và báo cáo thành phố phân cấp để quận Hoàn Kiếm đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách, nghĩa là đầu tư công. Còn lại là sau khi hoàn thành cũng sẽ báo cáo để xin cơ chế theo hướng là quản lý sau đầu tư là đấu thầu để quản trị tư. Hiện nay thì quận cũng đã giao cho các đơn vị nghiên cứu 3 bãi đỗ xe ngầm và 1 bãi đỗ xe nổi tại đường Trần Quang Khải. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, thủ đô hiện có trên 1,1 triệu xe ô tô, trên 6,6 triệu xe máy và khoảng 200.000 xe đạp điện. Trong khi tốc độ tăng trưởng phương tiện khoảng 10% đối với ô tô, 3% đối với xe máy, thế nhưng tỷ lệ diện tích đất dành cho giao thông trên tỷ lệ diện tích xây dựng đô thị mới đạt 12,13% và diện tích dành cho giao thông tĩnh chưa được 1%. Điều này gây nên áp lực đối với hạ tầng giao thông. Do vậy, để triển khai quy hoạch, hấp dẫn các nhà đầu tư, đơn vị này cũng kiến nghị với thành phố xem xét điều chỉnh lại mức phí và giá trông giữ phương tiện để thu hút các nhà đầu tư. Giá dịch vụ hiện nay của thành phố ban hành theo cái quyết định 44 năm 2017 thì vẫn còn thấp, cũng cần thiết phải rà soát để xây dựng điều chỉnh. Và các cái kế hoạch chính sách khác để khuyến khích các nhà đầu tư quan tâm đến đầu tư xây dựng các bãi đỗ xe. Khi không có cơ chế hấp dẫn, các nhà đầu tư sẽ bỏ cuộc và tất nhiên các bãi đỗ xe tự phát sẽ mọc lên tràn lan, gây thất thoát nguồn thu của nhà nước. Đã nhiều năm qua, Hà Nội đã rất cố gắng để giải quyết bài toán thiếu bãi đỗ xe và đã đến lúc cần có lời giải, bởi càng chậm đầu tư bãi đỗ xe thì tình trạng đỗ xe tràn lan lại tiếp tục tái diễn. Và đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chuyện trong ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.